Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người tô bức tranh về chủ đề máy bay chở khách, đĩa bay và lô cổ nha. Thì bức tranh ngày hôm nay mình tô có những màu như sau là màu vàng, màu tím, màu đỏ, màu xanh lá cây, màu cam và màu hồng nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tô và hướng dẫn cho mọi người tô bức tranh này nha. Đầu tiên mình sẽ tô là xích lô cổ, mình sẽ tô màu xanh dương trước nha. Ủa, chứ nghe máy nhạc nó có bị gì không chị? Tiếp theo mình tô màu hồng. Mình sẽ lấy hồng đậm hơn ha. Ủa trời, lỗ tai kìa, lỗ tai bé yêu thấy ghê quá kìa. Kìa, con sâu kìa. Con sâu kìa. Cái này đi chơi làm sao mà cái bản mặt gì mà bị cào mấy người xưa cũng tự cào, ai cào con sao. Đi chơi với con, bây giờ có điện thoại đây. Trả điện thoại với ba kìa. Mình tô cho đậm nha, mình sẽ tô màu bánh hồng nha. Đồ hỏi bà kêu mới trả thôi bà. Đoạn chứ không. Trả hỏi ba kìa. Thế này mình tô cái bánh nó phía xe nha. Đây coi. Trả hỏi ba kìa. Mà ông cũng bị mắt đái vậy, bị đau á. Mà ông cũng chỉ bị kiểu mắt đái. Mẹ coi cái cục cứt cái chổng kìa. Giờ dính cục cứt cái đây nè, nè. Thế hay mình tơ màu đỏ. Để mẹ lấy cục cứt ra nha. Đợi mẹ xíu. Ê, cục cứt nè. Gì ngay đây vậy? Mình tơ cho đều nha. Ý dính cục cứt kìa. Rồi con lỗ tai coi. Lỗ tai bên này có cứt cái không? Mình xu định Khánh đánh nó mới điện thoại. Mẹ mở ai đâu, mẹ coi lỗ tai coi, mẹ coi con sâu ơi, sâu ơi. Ý, con sâu bự kìa. Rồi ba lấy điện thoại lại đi. Ba lấy điện thoại lại đi. Thế mình tơ màu xanh lá cây. Rồi cho ba. Rồi lỗ tai đi ba mở ra. Rồi ba mở. Lại ba. Đi ba làm. Đi cho ba kìa. Cho ba mượn. Ba mượn nha, ba mượn chứ ba trả cho. Không không. Cho ba mượn nha. Tiếp theo mình tô cho nó đều màu lại nha. Cho ba mượn. Tiếp theo thì mình sẽ tô đến đĩa bay nha. Không. Không. Tô đĩa bay mình sẽ tô màu xanh lá cây trước. Cho ba mở. Mượn đi. Mượn ơi. Cho ba mượn chút rồi. Nha. Ba mượn xíu thôi, 1 phút. Cho ba mượn 1 phút. Cho ba mượn 1 phút thôi. Đi mà nó lại. Cho ba mượn 1 phút. Cho mượn ơi. Nó giỡn với anh á. Cho mượn vàng nhắc tôi đều nha. Cho vàng cho ba mượn nha. Cho ba mượn thôi. Nhanh ba xin. Ba xin. Ba xin nha. Ba xin nha. Mấy mẹ ơi. Tô mọi người nhớ tô cho kỹ nha. Thì bức tranh của mình sẽ đẹp hơn á, nó không có bị liền. Thì ra cái máy kèm bị bò liếm gì chị ơi. Đã bị còng cái máy rảnh á.
Thế hai mình cho là màu tím. Tím đâu rồi? Tiếp theo nữa sẽ màu đỏ. Sẽ tên cho điều nha. Tiếp theo mình sẽ tô lại màu hồng. Em mai nhớ nhắc chị điện xe cho em nha. Ủa mai em về hả chị? Mai 30 điện 31 em về. Vậy hả chị? Nay 29 rồi. Đâu cần đâu. Thế thì mình tô máy bay chở khách nha. Sẽ tô màu vàng. Chị đâu kể chị. Đó, mình tô màu vàng nha. Tiếp theo mình tô màu đỏ. Tờ gọi nè. Tiếp theo sẽ tờ là màu xanh dương hết trơn. Tờ là xanh dương. Rồi mình đã tô xong rồi nha. Và đây chính là thành phẩm của mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Hẹn gặp mọi người ở những clip tiếp theo nha. Bye bye.